Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin có những nội dung đáng chú ý sau. Công bố quyết định phân công ủy viên Bộ Chính trị. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phòng dịch phù hợp, không gây bất lợi cho người dân. Đức Pháp thảo luận vấn đề khu vực và quan hệ với Mỹ, Nga. Mỹ tăng hình phạt đối với người không đeo khẩu trang Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức lễ công bố quyết định phân công các ủy viên Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị phân công đồng chí Võ Văn Thưởng, giữ chức Thường trực Ban Bí Thư, phân công đồng chí Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí võ văn thưởng đồng chí trần tuấn anh cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan ban ngành trung ương thay mặt hai đồng chí nhận nhiệm vụ đồng chí võ văn thưởng trân trọng cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cảm ơn bộ chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ rất quan trọng của đảng vào thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước đây thực sự là một vinh dự lớn lao, đồng thời là một trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang kỳ vọng vào những bước phát triển vững chắc của Đảng và đất nước. Sau Đại hội 13 của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, xin hứa luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật kỷ cương và thanh danh của Đảng, góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 và nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trước phản ánh một số nơi áp dụng cách ly y tế không phù hợp, Thủ tướng ra chỉ đạo yêu cầu các địa phương khoanh vùng cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, không gây cản trở. Quan điểm được người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh là đảm bảo khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế các hoạt động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trong dịp Tết nguyên đán. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương có biện pháp cụ thể tạo thuận lợi cho người dân tiêu thụ hàng hóa nông sản, nhất là tại vùng có dịch, vùng bị phong tỏa, riêng với người đến từ vùng có dịch COVID-19, thủ tướng lưu ý các tỉnh áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1 năm 2021 ước đạt 280.000 tấn với giá trị đạt 154 triệu đô la Mỹ. Như vậy, khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm 29,5% về khối lượng và giảm 20,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 1 năm 2021, tăng nhẹ 3 đô la Mỹ một tấn so với cuối tháng 12 năm 2020 lên 503 đô la Mỹ một tấn và duy trì mức này đến hết tháng Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA dự báo xuất khẩu gạo năm 2021 vẫn duy trì tín hiệu lạc quan cả về sản lượng và giá bán. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đặc biệt sau khi Bắc Ninh phát hiện 3 ca mắc trong cộng đồng đã khiến thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh khá điều hưu, khiến các tiểu thương buôn bán mặt hàng này lo lắng. Những năm trước đây, Tuyến đường này là một trong những địa điểm bán cây cảnh nhộn nhịp nhất của thành phố Bắc Ninh. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua giảm khiến nhiều tiểu thương cảm thấy lo lắng. Từ bắt đầu Covid là tình hình là chậm mà năm nay bán nó không được vé, con thua. Mỗi một ngày tôi bán độ độ 30 cây, 30 cây nhưng mà toàn cây con thôi, năm nay là nó sản lượng nó không số lượng nó không được không không, được như mong muốn. Là chuẩn bị là lấy độ 80 gốc hàng về thì là với số lượng tiền là lên đến 200 triệu. Nhưng do tình hình dịch nó ập đến là chưa chưa có kiểm soát được tối đa thì là gia đình chưa thu hồi được ít vốn nào. Cũng mong là trong vài ngày tới đây thì là dịch được ổn định hơn thì để cho bà con người ta đỡ lo người ta đi mua hàng thì để cho người dân bán đào như bọn em là ổn định hơn. Theo các tiểu thương, thị trường đào quất năm nay có giá thấp hơn nhiều so với năm trước, nhưng vẫn vắng người mua. Giá rẻ, ít người mua nên giờ họ chỉ còn biết trông chờ vào tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát để có đông khách hàng mua trở lại. Tiếp tục bản tin là các tin tức quốc tế đáng chú ý Ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc thảo luận trực tuyến về một số vấn đề của châu Âu cũng như mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương dưới thời tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cuộc thảo luận được tổ chức trong khuôn khổ Hội đồng Quốc phòng và An ninh Đức Pháp được khởi động từ năm 2017. Trong cuộc thảo luận, hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp cam kết sẽ củng cố khả năng hành động của EU vì nền tảng an ninh chung của khối, trong đó có việc đẩy mạnh các dự án mua sắm máy bay không người lái Aerodrone, máy bay tiêm kích thế hệ mới thuộc hệ thống không chiến tương lai, xe tăng chiến đấu. Liên quan đến vấn đề vaccine ngừa COVID-19, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Macron ủng hộ chiến lược EU đặt mua vaccine chung, đồng thời nhấn mạnh việc sản xuất vaccine không diễn ra trong một sớm một chiều. Thủ tướng Merkel cho biết, mặc dù EU đã đặt mua số lượng vaccine nhiều hơn quy mô dân số của khối là 450 triệu người, Song tình trạng khan hiếm vaccine hiện nay cho thấy EU cần tăng cường năng lực sản xuất dược phẩm. Hiện EU và các công ty đang nỗ lực đẩy nhanh tối đa quy trình sản xuất vaccine để đáp ứng nhu cầu và có thể tiến hành chiến dịch tiêm chủng trong những tháng tới. Ngày 6 tháng 2, Hàn Quốc thông báo sẽ nới lỏng lệnh giới nghiêm đối với khoảng 580.000 nhà hàng và doanh nghiệp bên ngoài thủ đô Seoul. Cụ thể, một số doanh nghiệp như nhà hàng, câu lạc bộ thể thao bên ngoài thủ đô Seoul sẽ được phép kéo dài thời gian hoạt động thêm 1 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Nhà chức trách vẫn duy trì lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên đến ngày 14 tháng 2 tới. Chính phủ Hàn Quốc đưa ra quyết định này sau khi cân nhắc nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp chịu tác động kinh tế từ dịch COVID-19. Theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 393 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 80.524 ca, trong đó có 1.464 ca tử vong do COVID-19. Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông Vận tải Mỹ vừa đưa ra đề nghị tăng mức phạt đối với những người không đeo khẩu trang theo quy định của Chính phủ Liên bang công bố gần đây. Theo đó, mức phạt được đề xuất từ 250 đến 1.500 đô la Mỹ về hành vi vi phạm nhiều lần đối với yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc của chính phủ liên bang. Mức phạt cụ thể sẽ dựa trên các yếu tố có liên quan. Biện pháp này được cho là sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan hơn nữa của đại dịch COVID-19. Thâm hụt thương mại của Mỹ trong năm 2020 đã tăng lên mức cao nhất trong 12 năm qua do đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn luồng hàng hóa và dịch vụ trong báo cáo công bố ngày mùng 5 tháng 2, Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết, thâm hụt thương mại của nước này trong năm 2020 đã tăng 17,7% lên 678,7 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất kể từ năm 2008. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 15,7%, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010. Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng giảm 9,5%, xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua hoạt động xuất khẩu giảm đã khiến tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ năm 2020 giảm 3,5%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1946. Tuy nhiên, lượng hàng hóa mộ dịch của Mỹ đang dần được cải thiện. Ví dụ, trong tháng 12 năm 2020, thâm hụt thương mại đã giảm 3,5% xuống 66,6 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng này, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 1,5% lên 217,7 tỷ đô la Mỹ và kim ngạch xuất khẩu tăng 74,7% lên 133,5 tỷ đô la Mỹ. Theo bộ trên, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong năm 2020 đã giảm 34,4 tỷ đô la Mỹ, xuống 310,8 tỷ đô la Mỹ nhờ xuất khẩu tăng nhẹ và nhập khẩu giảm nhẹ. Để đảm bảo an toàn trong thời kỳ dịch Covid-19, những thực khách ở Malaysia giờ đây có thể thưởng thức những bữa ăn ngon miệng ngay trong xe ô tô của mình. Tại Cyberjaya, một thành phố nằm ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, khách hàng có thể lái xe đến bãi đỗ xe của nhà hàng Paddy House, gọi món và thưởng thức đồ ăn mà không cần rời khỏi xe. Chủ sở hữu của nhà hàng cho biết anh đã lấy cảm hứng từ những bữa ăn trên máy bay đang được ưa chuộng hiện nay. Doanh số bán hàng của chúng tôi đã sụt giảm nghiêm trọng do tác động của đại dịch. Doanh số giảm khoảng 80% trong hơn 10 tháng là một thách thức và chúng tôi phải nghĩ cách để kiếm thêm thu nhập. Mỗi suất ăn theo set đi kèm với một khay đựng có thể điều chỉnh kích thước để phù hợp với không gian hẹp giữa ghế lái và vô lăng trên xe ô tô, giúp khách hàng có thể thưởng thức bữa ăn một cách thoải mái. Tôi làm việc trong ngân hàng, đó không phải là một môi trường thích hợp để ăn uống, nên tôi thường ra ngoài ăn. Việc thưởng thức đồ ăn trong xe cũng giúp tôi có thể ngắm được quang cảnh bên ngoài. Malaysia hiện đang trong tuần thứ tư của đợt phong tỏa toàn quốc mới. Trong bối cảnh nước này phải vật lộn với sự gia tăng nhanh chóng của các ca mắc COVID-19. Hiện Malaysia ghi nhận hơn 200.000 ca mắc và hơn 800 ca tử vong do dịch bệnh quý vị và các bạn thân mến bản tin trong nước và quốc tế của đài phát thanh truyền hình thái nguyên đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại